xanh. Hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn con ong chúa chuyên dùng cho đàn ong nhiều tầng và rất hiếm xuất hiện trên thị trường hiện nay. Sẽ giới thiệu cho các bạn cái đàn này, tìm con chúa cho các bạn cùng xem con chúa của bên mình. Đây. Đây là một con chúa tơ mình vừa thay vào đàn lớn. Chúa này cũng tầm 1 tới 2 tháng tuổi. Chúa màu rất đẹp. Rồi, đây các bạn có thể thấy chúa bên mình là đẻ là như là giáp mặt cầu, bít hết các lỗ vô lăng. Đẻ dường như là không còn chỗ để đẻ. Đây. Đẻ giáp mí với mặt cầu luôn nha. Đây là điển hình của thùng ong linh tế thành công. Nếu như các bạn sử dụng con chúa và làm theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của công ty ong xanh chúng tôi. Mọi thắc mắc và cần thông tin mua hàng thì các bạn có thể liên hệ đến số hotline công ty là 0944 77 00 88 và chúc các bạn thành công.